vậy ta? Không lẽ người ta nói đúng sao ta? Xin lỗi nghe, để tôi vô tôi tắm xong rồi tôi ra tôi trả cho chị nghe. Đợi tôi nghe. Mới nghe giọng nó ông đây đâu ạ? Giờ ông đậu về hả bay? Đen à? Đố tí con đang ở đâu? Trời đất ơi, mày còn đi đố tao hả? Mày đang tắm phải không? Sao tôi biết? Thì sao không biết? Nghe tiếng mày sùm ở trong nhà tắm mà mày tắm ở trong chứ đâu? Ê, tí rình con phải không? Rình bà nội với mày. Con gì đó mà vô duyên vô dùng, không có duyên dùng gì hết trơn hết trọi à. Ai rình mày làm gì? Thế sao tôi biết con tắm? Tao đã nói rồi, mày ở trong nhà tắm rồi, mày không ở nhà tắm rồi, mày la ở trong làm gì? Tắm lẹ lẹ ra biểu coi. Tắm thì phải từ từ chứ tí. Tắm là phải xối nước. Xối nước xong rồi kỳ, kỳ xong rồi xối nước. Trời ơi, tắm nó cũng phải có quá trình chứ. Tắm mà làm không có chịu quá trình thì làm sao mà sạch. Tắm chứ làm như là đi chạy giặt vậy đó. Ý, chết cha rồi tí ơi. Gì mày? Con quên lấy cái khăn rồi. Quên lấy khăn rồi sao? Mà biết mà còn hỏi nữa trời. Thì lấy giùm tôi chứ làm sao? Trời. Công nhận con này con gái có nết thiệt. Riết hồi tôi không biết là tôi là rể nó hay nó dâu tôi nữa. Khăn đi tắm là phải lo khăn đồ này nọ cho nó đàng hoàng. Con gái con lứa gì có cái khăn con cũng cằn nhằn. Tao đưa đây. Ngu gì? Mày mà chậm tay thấy bà mày luôn, tao cho mày ở trống luôn. Không có tao ở nhà ai lấy khăn cho mày? Thằng Đậu. Rồi không có thằng Đậu ở nhà vậy rồi ai lấy? Thì tôi đứng ở trong này luôn, tôi khỏi ra. Tôi không nấu cơm coi thử đứa nào đói cho biết à. Bà nấu cha mày nói riết hồi cái mày coi đứa này đứa kia không hả? Ra đi biểu coi. Có gì từ từ đi. Bực bội quá à, đang thay cái áo của ông xong nữa à. Bởi vì tôi nói cái nhà này tôi bực bội lắm rồi đó. Vậy đó vậy. Hết cha tụi con. Tự bà tạo ra rồi bà kêu bà bực bội vậy thôi chứ không ai làm gì bà. Vậy chứ tao biểu mày mua chai rượu cho tao đâu? Trên bàn đó. Trời ơi, bữa nay còn mua rượu thuốc cho tao nữa. Tao nói thiệt mày, tao không ngờ. Mày nhắm coi cái thính giác mày còn không? Ê chết rồi, tí ơi xì dầu. Hay quá hả, biểu mày mua rượu mày cũng giác chai xì dầu về là sao? Không phải, hồi sáng con qua nhà chú hai xong rồi mà tự nhiên người ta quấn lộn dữ quá nên con sợ. Con chạy, con lấy cái này con chạy. Thiệt mày, hết nói nổi mày rồi. Thằng Đậu đâu? Nó nhậu ở ngoài kia kìa. Sao mày là vợ nó? Mấy tháng này đó nghe, tao thấy nó ăn nhậu hoài đó. Mày là đáng lý là mày vợ nó, mày phải khuyên lơn nó. Mày phải dạy dỗ nó chứ sao mày rần rần mà mày im ru vậy hả? Tí nó cười quá, nó nhậu thì mắc mới vậy con. Mày sao? Nói lạ đó, mày là vợ nó, mày phải lo chứ, mày phải dạy dỗ nó chứ con. Tí nó cười quá, nó là con của tí chứ đâu phải con của con đâu. Vậy thì tí cho nó là con của con đi, con dạy cho nó coi. Tao nói chuyện với mày tao tức chết ra mày biết không? Thôi chứ đâu mà tức người dân tí ơi. Ôi. Mày nói cái gì kỳ vậy đen? Hả? Chứ không phải sao, con với tía có bà con gì đâu. Thằng Đậu nó mới là con của tía, còn con chỉ là con dâu của tía thôi. Mày nói vậy mày không sợ người ta cười? Thằng Đậu nó là con của tao à, mày lấy nó, mày là dâu tao cũng như con của tao rồi. Tía nó cười quá. Đúng mà, tao nói thiệt là dâu với con nó làm tôi tức chết. Khỏi gì đâu mà hết biết. Biết rồi sống việc ai cũng cười chê. Tôi đây xấu hổ vô cùng. Tía ơi đừng có xấu hổ mà gì. Xóm này đâu phải nói con ngu mà họ chỉ đồn là con rất tệ. Nên họ nói là tệ hơn vợ Đậu thôi. Tệ còn hơn là ngu với khờ. Mày còn đứng đó mà đôi co hả mày? Nói chuyện cho vui chứ gây với tiếng lòng gì. Bộ tí là đàn bà hay sao? Hay kìa. Chứ không phải sao? Đàn bà mới gây lộn với nhau. Còn tí là đàn ông. Tự nhiên tí gây với con rồi người ta tưởng đâu là con nhìn vô ăn hiếp tí nữa. Kỳ lắm.
Thôi tao bó tay mày luôn rồi. Tay chân con rất lành lặn luôn, tiếc khỏi sợ. À! Tiếc đâu. Đen ơi, mày đâu rồi Đen ơi? Đậu cái gì vậy? Ơi, Đen ơi, mày đâu đậu rồi Đen? Mày xỉn rồi phải không Đậu? Mày xỉn rồi, mày ngồi xuống đây đi. Tao đã nói với mày rồi. Tao nói với mày rồi, mày đừng có uống. Mày không biết uống thì mày kêu tao ra uống cho. Mày uống làm gì cho mày xỉn lung tung rồi mày nói lung tung. Rồi bà con cô bác thấy không? Có ai mà ngon như vợ tôi không? Chồng mà đi nhậu thì thôi hả, mà nhậu không nổi kêu nó ra nó nhậu giùm. Quá xa trời ngon rồi. Không ngon sao nổi tiếng mày. Ồ. Ê Đậu, mày làm gì á? Ôi. Mày đừng có ói ra, mày để tao lấy cái này cho mày ói nè. Chết trời, trời ơi, uống chi mà ói dữ vậy. Vợ tôi nó ngon ghê không? Nó thấy chồng nó ói, nó vô nó lấy bô ra cho ói. Nè, mày ói vô đây. Hả? Trời ơi trời. Trời ơi, Đen ơi, Đen. Sao mày tệ quá trời vậy Đen ơi? Sao mày lấy cái tô cho tao ơi? Làm chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao đây xấu hổ vô cùng. Ai biết mày xấu hổ mà chi? Tao tệ ra sao? Mà mày cứ là tao. Mày kiếm chuyện tối ngày. Mày còn tệ hơn tao. À, trời ơi, nó nói tôi tệ rồi, mày ra đây. Mày ra đây, tao sẽ cho mày biết là tao tệ hay mày tệ. Tao hỏi mày. Gì? Hồi sáng nay phải Tía kêu mày đi mua rượu không? Có. Vậy chứ tao hỏi mày chai rượu đâu? Tao để trên bàn cho Tía đó. Bà ơi, cái đó là chai nước tương, còn chai rượu nè bà. Tao quên bộ. Trời ơi, quên thì bà sớm xác bà nghe người ta có cái lỗ mà bà chạy ra, bà vứt chai nước tương, bà để chai rượu ở lại. Còn tôi hỏi bà, cái này phải bộ đồ của bà không? Đúng rồi, của tao ở đâu mày có vậy? Có, bà đi tắm á, bà leo lên, bà vứt cái bộ đồ đẹp bà mặc vô, bà để cái bộ đồ của bà ở lại, bà có thấy bà tệ không vậy bà Đen? Tao quên mà Đậu. Quên nữa, ừ. Vậy tôi hỏi bà đi cắt lúa gì cái lưỡi liềm của bà đâu? Nè. Ủa đâu trong có trong tay mày vậy? Trời ơi, bà để quên nhà chú Út, đi cắt lúa mà không đem lưỡi liềm sao bà cắt được? Tao quên Đậu. Cái gì mà cũng quên á. Trời ơi là trời, tôi khổ với bà này quá, điều này chắc tôi chết cho rồi, chứ sống gì nổi. Đậu. Mày đừng có chết Đậu ơi. Mày chết không lẽ tao đi lấy chồng khác sao Đậu? Chắc không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Không phải đâu. Trời ơi, ở trong xóm này trước tới giờ người ta nói mày khôn lắm, mà người ta cũng nói mày đẹp trai nữa. Thì bởi vậy tao mới thương mày đó Đen. Cái gì? Mày có biết là tao yêu mày, vậy mà mày cứ làm cho tao buồn hoài vậy Đen. Mày làm cho tao xấu hổ với bà con treo chồm sớm hoài vậy Đen. Đậu. Sao hồi mới cưới mày nói với tao là mày vui lắm mà, mày thương tao lắm mà, sao bây giờ mày... Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó là chuyện ngày xưa kìa. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Giờ thì đành phôi qua, theo tháng năm ấm mà thầm lứa qua. Vì Đen ngây thơ thơm à, nên xóm nhiên chê cười khinh rẻ, làm cho lòng tao đau. Tao ước mơ sao cho mày đừng vô tâm. Mày sẽ là cô gái ngoan hiền lương, dễ thương dịu hiền, dối gian giống như người ta. Từ ngày về bên đây trời ơi, vui nhất đời. Mày biết nói vậy tại sao mày không để cho tao nở mày nở mặt với chồng sớm vậy? Tao biết nói sao đây cho mày hiểu lòng này. Từ khi hai đứa quen nhau cho đến ngày hôm nay, nói vui vơi dần nỗi buồn dần lên. Tao có làm gì nên tội mà giờ đây tao phải cưới nhầm con Đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ với bà con lối xóm vô cùng. Đậu. Mày biết không,
Tao ta nói á, vợ thằng đâu nói danh là tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu á mày khù khờ vì mày nhỏ dại, chừng mày lớn khôn rồi á thì mày sẽ khôn ra. Ai cũng ngờ đâu cưới mày về đã được 3-4 năm hơn, mà càng lúc thì tao thấy mày, trời ơi mày tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có ý nghĩa chi đâu, khi bước ra đường là người ta che tránh. Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời sớm câu chê cười, mà tao có về đâu mày lời nói chơi cần đùa, làm cho lòng tao em khổ cũng chỉ vì thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xôm làng người ta chê trách. Để khi ra đường tao không dám nhìn mặt ai. Đậu ơi mày đừng có lo, từ nay sẽ thay đổi, tao sẽ làm cho mày hãnh diện với muôn người. Mày nói thiệt hả? Mày sẽ không còn bị hàng xóm chê cười, mỗi sáng ra đồng tao không có mê chơi nữa, về nhà tới nhà thì tao dọn dẹp trước sau. Mày hứa với tao nhiều lần lắm rồi đó. Tao cũng đâu có muốn mày giận tao đâu, tại vì cái tánh tao á xưa rày vẫn vậy. Mày biết vậy sao mày không thay đổi giùm tao đi? Nói mày đừng có nên giận lấy, mày nhậu hoài rồi sẽ bệnh cho con. Dạ. Bà làm gì bà? Tao nhổ tóc sau. Trời, bà nhổ tóc sau người ta nhổ cộng là bà gì giật nguyên chùm vậy? Chứ mày không nghe bài hát kia sao? Hát gì? Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, tiểu cậu ngồi mẹ nhô tóc sâu, hai chị em giống hệt như nhau. Vậy hai đứa mình là hai chị em á? Không có đâu, mày là chồng, tao là vợ. Trời ơi, mày hứa với tao hoài mày có thay đổi gì đâu. Tao thấy mày hứa từ hồi năm ngoái cho tới năm nay á, tao thấy có thay đổi gì đâu. Thì tao hứa tao sẽ thay đổi mà đậu, sao mày la tao hoài á đậu? Đen. Vậy chắc có lẽ là tao với mày phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Mày cái gì đâu? Đen. Có gì đâu? Chỉ có xa nhau mới không làm cho hai đứa mình buồn khổ nữa. Thiệt vậy hả đậu? Xa nhau không có làm cho đậu buồn khổ nữa hả đậu? Vậy vậy thì đem phải hy sinh cho đậu hả? Vậy đem phải ra đi cho đậu vui hả đậu? Đen. Có gì rồi? Mình xa nhau một thời gian, đen có buồn không đen? Không. Đen có nhớ đậu không đen? Không. Sao đen vô tình dễ đen? Không. Trời ơi, tôi nói cái gì nó cũng không là sao vậy trời. Trời, tôi dùng tình cảm tôi nói chuyện với nó mà nó cũng không hiểu là sao. Trời ơi trời, vợ tôi nó ngu quá vậy trời. Có nghĩa là từ nãy tôi nói gì không hiểu gì trơn trời hả? Thì xa nhau mà làm cho đậu vui thì đen đi chứ. Chứ đen đứng đây là đậu buồn sao? Bây giờ đen đi liền cho đậu vui nè. Đi đâu? Đi nấu cơm. Bà đừng có nấu cơm, bà nấu cơm tới chiều tôi chưa có ăn nữa. Giờ nghe là tôi vô trong xách cái giỏ ra chợ mua cái món gì đó để ăn, lát nữa tôi có khách rồi tôi tới tôi đãi người ta. Vậy á, mày kêu tao đi chợ mua đồ về nấu cho mày nhậu, mày không có giận nữa phải không? Đậu nói thiệt phải không? Đậu thề đi. Rồi vậy đậu ở đây nha. Đen đi vô thay đồ rồi đi chợ mua đồ cho đậu nhậu nha. Đậu ở đây nha. Đừng có đi nha, đừng giận Đen nữa nha. Trời ơi là trời, sao tôi còn vợ tôi khổ quá vậy trời ơi. Tôi chịu hết nổi với con nhỏ này luôn rồi. Đen ơi là Đen, sao nhà tắm rong vậy? Tía đâu rồi Đen? Tao đâu có biết đâu, tía đi te rẹt ở đâu rồi? Trời ơi, ông già chồng nó nói là nó đi te rẹt đâu rồi.
chịu hết nổi vậy. Tại sao mày ở nhà mà cái gì mày cũng không biết hết trơn vậy Đen? Thì tao đâu có biết đâu, tao đi chợ mà, mày đợi tao chút đi. Trời ơi là trời, tao biết mày đi chợ rồi. Nhưng mà tía ở đâu, ít nhất mày cũng phải biết nhà tía ở đâu chứ. Trời ơi trời, nhà cửa gì mà nó không biết gì trơn trời. Bởi vì người ta nói là lấy vợ về để mà cho phụng dưỡng cha già. Cổ này lấy vợ về, trời ơi cha tôi hầu nó không à. Bởi tôi khổ quá trời ơi, Đen ơi là Đen. Mày đi chợ lẹ lẹ đi, khách tới rồi người ta không biết, người ta nói chuyện với người ta sao nữa Đen ơi. Mày đợi tao chút đi, đợi tao tìm cái quần đó mày. Trời ơi, cái quần mày lại đâu? Thì cái quần tao để đâu, từ từ tao tìm. Mày vô duyên quá. Trời ơi trời, thấy không? Bà con cô bác thấy không? Thấy không, vợ tụi nó tại không? Có cái quần không mà nó... Mở nhà đây, tao đi chợ. Tao mới có vô thay đồ, cái mày làm cái gì mà dữ à? Mở nhà đi. Đứng lại. Cái gì? Cái gì vậy? Cái quần chứ cái gì mày, sao mày ngu dữ mày? Tao không hỏi cái quần, tao hỏi cái gì? Ê, mày đừng có hỏi tao cái này cái gì không mày, tao không có nói đâu. Trời ơi, bà ơi, tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi bà cái gì mà nguyên một bệt trắng trong quần bà kìa. Cái quần nó bị rách. Hồi sáng tao đi qua cái mương, tao phóng qua cái ruộng kia luôn, xong nó bị tẹt nhiêu đây nè mày. Sao tẹt nhiêu đây bà nguyên một miếng giá bự vậy? Mày ngu quá, mày thấy miếng giá này nó to không? Thì nó to, bây giờ tao phải xé cái miếng nó ra bự bằng cái miếng này, tao đắp nó vô đó mày. Thấy tao khôn kìa. Trời ơi, con vợ tôi quá xá trời khôn rồi. Nó rách cái quần có bao nhiêu đây à? Miếng giá bự như vậy, nó xé cái quần nó ra bự bằng miếng giá nó mới giá được. Ô quá trời, ô quá khôn. Mày đừng có chê tao nữa. Đen ơi Đen, nhưng mà tại sao cái quần đen mà mày giá mà màu trắng là sao vậy Đen? Đậu, mày ngu quá đi. Mày đưa cái tay đi, mày rò vô đây nè. Mày thấy cái này là cái gì không? Cái gì? Miếng giấy, miếng giấy đó mày. Tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Mày thấy tao khôn chưa? Sáng kiến chưa? Quá trời ơi, con vợ tôi nó quá thông minh rồi trời ơi. Nó giá quần bằng cơm nguội trời ơi. Quá trời, sáng kiến quá lớn rồi. Thôi đi vô. Không có đi chợ đi búa gì hết trơn. Bà mà bận cái quần này bà ra ngoài chợ hả, tôi quỳ xuống tôi lại từng người luôn. Đi vô. Đậu. Vô trong mày bắt ra... nước. Nhúng con vịt, nhổ lông. Đại khách. Mày ganh với tao ở đậu, mày ngu nữa rồi. Phải nói là tắt vịt nhúng nước cho ai lấy nước nhúng con vịt mày. Mày canh tao phải không? Mày ngu quá à. Mày thấy tao không nói rồi mày làm tới cái mặt của mày cũng ngu chứ đâu phải mày vừa vậy tao đâu. Mày đừng có ỷ mày, mày lớn hơn tao, mày làm chồng tao mày ăn hiếp. Tao không có dễ cho mày ăn hiếp đâu mày. Bực bội à. Có cái quần không mà nó cũng nốt nữa à. Vợ tôi nó quá trời thông minh rồi. Tôi nói Đen, mày làm gì á Đen? Thằng Đậu nó kêu con mừng con vịt cho nó nhậu. Mày ra đây, mày ra đây với tao. Ra đây, ra đây. Đậu, tía. Mày biểu con vợ mày làm cái gì? Dạ làm vịt. Tại sao làm con vịt? Trời ơi tía ơi, có con vịt không mà tía la nó làm gì? Nhà mình còn vịt sim mà. Con vịt sim nào? Con vịt sim bự thịt bự không để làm sao đó. Con vịt ấy cô ấy đã đem đi đổi thành hai con vịt con rồi. Hả? Con vịt sim của tôi mới nó đổi thành hai con vịt con. Trời ơi, đồ ngu. Hai đứa mày ngu mới là có. Xin lỗi. Tao ra mày với tía tới đây tao giải thích cho nghe nè. Xin lỗi tía, xin lỗi tía, để em dạy vợ lại. Tía tới đây con nói cho nghe nè. Nè, phải nhà mình có mồ con vịt đúng không? Thì mình đem ra mình đổi thành hai con vịt sim. Mà hai con vịt sim là mình lời được một con. Đúng không? Thì hai con này là hai con vịt mái. Thì hai con vịt mái nó sẽ đẻ ra 200 quả trứng. Và 200 quả trứng nó sẽ ấp ra 200 con vịt. Có phải mình lời không? Thế bà có biết bao lâu nó mới đẻ được 200 quả trứng không? Mày nghe chưa? Mày lãnh mấy cái vụ án này đi, tao quải quá rồi. Trời ơi, tôi không ngờ con vợ của tôi nó quá tính giỏi rồi trời ơi. Có một con vịt mà nó tính ra thành 200 con vịt luôn. Rồi hai con vịt của tôi đâu? Chưa đâu, còn cái vụ án này tươi lắm nè. Cái tao thông minh rồi mày. Mày quá thông minh rồi, hôm nay tao mới phát hiện được á, mày quá thông minh rồi. Thì tốt, mày đừng có chửi đâu nữa đi. Để tía nói. Ủa con gì vậy tía? Con vịt. Hả? Con vịt sao cái đầu nó tụ lũi vậy? Cái vàng lông đầu cô ấy đã tiễn đi rồi. Mày coi ơi. Đây Đen, sao mày nhổ hết lông đầu nó vậy Đen? Thì mày kêu tao làm vịt cho mày nhậu mà. Nè mày, tía lại đây. Cỡ
gửi cho nghe là vui lắm luôn á. Tí thấy không? Thấy ai có bà dịch đi không? Bà vui dễ sợ luôn á. Nè, coi nè. Trời ơi, bà vô duyên, bà không có một cái thứ mà dùng vậy. Xong rồi, con nhỏ là con nhỏ một cái bực. Cái bà kêu chíp 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 chíp. Xong con nhỏ thêm cái bực nữa. Cái bà kêu chíp chíp chíp. Trời ơi, coi như là bà không biết mắc cỡ là gì á. Ây da, sao tí nhỏ cái đầu của con. Tao nhỏ mày, mày kêu không? Có. Mày nhổ người ta gà vịt là người ta phải bắt nước sôi, cắt cổ rồi mới nhúng vô mới nhổ lông. Hả, à, mày nhổ vậy ai không kêu? Tí không nói sao con biết. Đen ơi Đen, hai con vịt này mày làm gì ăn Đen? Thì một con tao nấu cà ri cho mày ăn, còn một con thì tao nấu cháo xong lấy tao làm gỏi cho mày nhậu. Trời ơi trời, hai con vịt chút xíu giờ nó làm hai món nó đãi khách. Trời ơi, tao quyền số tao lại mày luôn á. Đi vô luôn, tao lại hai vợ chồng mày luôn, mày vô phóng sanh giùm tía đi con. Trời ơi, cái nhà này bực bội, thằng con thì kêu đi mua. Đi vô nấu cơm đi. Con nó nhậu. Còn thằng cha thì kêu đi nấu cơm. Cái nhà này lu sa bu quá. Mày làm như tôi là ba đầu sáu tay vậy đó. Bực bội ghê vậy đó, cái nhà này bực lắm rồi. Chúc mừng con. Con đã chọn vợ thật là chính xác. Bà nội cha mày, mày chọn vợ mày hành tới tao luôn ha. Tao có làm gì đâu, nó có chửi tao ngu hoài vậy mày. Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy trời ơi. Khổ cái gì, mày khổ không bằng tao đâu. Mày khổ không mình con vợ mày thôi. Tao khổ luôn cả mày nữa. Ủa sao gì có con trong đó nữa tía? Tao nói cho mày nghe nha, chứ đâu phải là mày không biết à. Còn Đèn nó vô mù thờ, một hai mày đòi cưới nó về đây. Giờ lại sanh tâm chê chán vợ nhà. À hay mấy lâu nay mày đã sanh tật, mày đặt bướm mông quẹt khoai bưởi bồng, nên hôm nay mày mới ruột rẫy vợ mày. Nếu như vậy không được à, nghe không con? Tía ơi, tại sao tía lại nghĩ như vậy? Con là con trai của tía kia mà. Tía biết con á, vốn tính thiệt à, không hề có chuyện mèo mở lung tung. Con nói đây á, là con chịu không nổi á, khi bước ra hàng xóm họ sầm xì, họ chê cười con vợ của con, làm cho con đây xấu hổ vô cùng. Trời ơi là trời, cái câu tệ hơn vợ ông cậu à. Bà con thương nên mới nói đùa, tao thấy nó bổn tính cũng thiệt thà, chứ nào phải người ta có ác ý gì đâu nè. Tía, tía hôm nay á, con định thưa với tía một chuyện á. Chuyện gì? Là con định cầm dài ba con ruộng, theo bạn bè con lên thành phố, để tìm đường mà lo chuyện làm ăn. Đất ruộng xưa nay là gốc của ông bà, còn mày thì chân đất quanh năm. Tía, hai bàn tay còn đọc mấy lớp phèn, lên trên Sài Gòn đâu có dễ mừng ăn. Tía, tía từ đó giờ con nghe lời tía không à. Lần này tía nghe lời con lần đi. Con hứa tía con có làm gì cho tía xấu hổ đâu tía. Mày lên Sài Gòn mày làm cái giống gì hết trơn? Dạ thưa tía, con làm giám đốc. Thăng 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 thăng. Trời ơi bão táp à, mưa xa. Mày học được nhiêu mày đòi lên Sài Gòn mày làm giám đốc? À, tại tía không biết, tía yên tâm đi. Con có một bạn nó giàu lắm, nó làm chủ nhà hàng lớn thiệt lớn ở trên Sài Gòn á. Nó nói với con á, chỉ cần bỏ chút xíu vốn thôi, nó sẽ cân nhắc con lên làm giám đốc. Mà lúc đó con làm giám đốc rồi, nó nói con có quyền hành trong tay, muốn cho ai làm, muốn cho ai nghỉ nghỉ à tía ơi. Đầu óc của con còn nằm trong cái ụ rơm á, không có ai lót ổ cho mày đẻ đâu. Tía, không có dễ đâu con. Tía, tía, tía thương con. Nhưng mà tao hỏi nè, mày đi lên trên thành phố rồi á, rồi vợ mày mày vẫn đi luôn phải không? Dạ không có đâu vợ con. Trời ơi, nó nổi tiếng ở dưới làng xóm mình quá trời. Lên Sài Gòn đó chắc con quyện lại luôn. Tí rồi tí, con định kỳ này con lên Sài Gòn á, con làm gì á, con đổi tên. Con không lấy tên Đậu nữa, con lấy tên là tên gì thôi nha. Cái tên Đậu là tên cha mẹ mày đặt cho mày, chưa ra khỏi bờ tre mà mất gốc rồi hả mày? Dạ dạ thưa bác. Dạ tên Nguyễn Văn Đậu vẫn giữ, nhưng mà mình tìm một cái tên Mỹ mình ghép vô cho nó hoài vậy bác. Tên Việt Nam giữ đàng hoàng vậy bác. Xin lỗi cậu, tí, cậu là ai đây? Dạ con giới thiệu với tía, anh này là anh Sáng, họ Cu, tên là Cu Sáng. À Cu Sáng con không Cu Chiều đây hả?
nó nhỏ nhỏ thôi bác. Cái gì đâu, mày cu sáng, kêu cu sáng gì nhỏ mày. Con đi thành phố con đổi tên rồi, đừng có kêu cu nữa. Đổi tên gì? Kevin Sáng. Hả? Kevin Sáng. Trời ơi, tao tưởng mày đổi có cái gì khác lạ, chứ có gì đâu lạ. Hả? Từ con cu nó đổi qua con gà thôi. Con nào không có lông. Ủa? Trời ơi, bác không nói vậy không à? Tiếc, sao mà tiếc nói người ta gà? Thì bình thường nó tên là cu sáng, bây giờ nó đổi cái thằng kê gì sáng á, kê phải con gà không mày? Rồi mày rủ đậu tao lên Sài Gòn là làm gì vậy anh? Dạ thưa bác, đất nước của mình bây giờ là tiến bộ rất là dữ dội. Người dân không còn lo ăn no mặc ấm, mà người dân á phải là mặc đẹp ăn ngon. Còn xài tiền thì hàng trăm hàng triệu. Cơm nhà đậm bạc ca canh không làm họ thấy vui. Dạ thưa bác, người ta muốn sang nên kéo ra nhà hàng ăn nhậu. Hội họp lễ lộc liên quan họ đều kéo đến nhà hàng sang. Tía tía, cho nên con đã tính rồi, mình làm ngành ăn uống vui chơi. Dạ đúng rồi bác. Là đúng thời điểm bây giờ, mình hốt bạc khỏe rè. Tía tía, mấy công đất quanh năm, lúa thu chỉ dài 30 gia, thì có thâm tháp vào đâu lời lời nhuận trên kia. Bây nói làm sao? Dạ. Bây nói làm sao? Dạ. Dạ, con nói ở trên kia lợi lợi nhuận dữ lắm hả? Dạ, lợi nhuận mở nhà hàng rồi dữ lắm. Dạ, mặt dạ. Đẹp ăn ngon hả con? Dạ, đúng rồi bác. Ôi, mặt đẹp ăn ngon gì con ơi? Ăn chắc mặt bền là hay nhất. Dạ, con đồng ý với bác, ăn chắc mặt bền là đúng rồi. Nhưng mà mình làm như vậy là người ta nói mình tục hậu. Nói hai lúa. Tiêu hai lúa. Hai lúa. Hai lúa đó bác. Cậu nói câu này cậu mới là người tụt hậu à. Dạ tụt hậu sao ạ? Lúa Việt Nam mình giờ xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Người ở nước ngoài người ta còn ăn lúa ăn gạo Việt Nam kìa. Ở đó mà mày chê. Tao hãnh diện tao là hai lúa rồi mày. Tí 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 con biết rồi nhưng mà tí ơi. Với lại con bây giờ con xấu hổ với làng xóm bà con quá rồi. Con muốn ra đời làm ăn để thử thời vận sao. Tí thương con tí cho con đi một lần đi tía. Tía không có cổ hủ. Mày muốn ra đời học hỏi á. Tao không có cấm cản. Dạ. Nhưng mà có cái tư tưởng mà giọng ngoại như vậy là tao không có ưa, mày có nghe không? Dạ, thưa bác, con thấy đây là cơ hội ngàn năm của anh Đậu. Nếu mà bác không đồng ý thì thôi. Ha, cái chức giám đốc tao hứa là không được nha. Dạ. À. Dạ thưa bác, con xin phép bác con về. Tí tí ta về rồi, tí tí. Anh sáng sáng sáng. Điều ơi. Con Điều. Dạ. Sẵn tới giờ cơm rồi. Ở đây ăn với bác bữa cơm. Ăn cơm hả bác? Rồi chuyện thằng Đậu tao tính. Ở ăn cơm đi. Dạ ăn cơm ở nhà có ớt không? Chị vậy? Con ăn có cơm ớt mới được. Có ớt mẹ ăn cơm mới dạ, được. Dạ có ớt ở đây ớt rồi. Đen ơi Đen. Dọn cơm à khách tới rồi Đen ơi. Đen ơi dạ, Đen. Đen. Từ từ đây nè. Bữa nay tao thấy mày buồn nên tao làm cái món này cho mày ăn cho nó lạ đó mày. Vậy đó à, chị Đen. Khỏe ha. Khỏe. Ơi. Mới tới hả? Dạ mới tới. Nấu gì vậy con? Bữa nay con nấu súp. Nó nấu sao ốp gì vậy nó? Sao ốp súp? À, mày đó, mày coi đó, con vợ mày đâu có tệ đâu. Mày cứ nghe người ta chê chê con vợ mày rồi mày cứ vậy hoài. Đây nè, nó còn biết chế biến món ăn nè. Ngày xưa vợ hả tao với mày toàn ăn rau không chứ có bao giờ mà được chén súp vậy đâu. Dạ. Con nấu gì trong này con? Khoai tây, cà rốt, củ dền. Ngon không? Khoai tây, cà rốt, củ dền. Ủa? Mà sao tía không thấy con đi chợ mà giò heo đâu con hầm đấy? Con đâu có đi chợ đâu. Con đâu có mua giò heo đâu. Chứ mày hầm với gì đây? Bằng gì? Cá sạc. À! Nó xứ bằng cá sạc hả trời? Sao không được mày? Hồi chiều, tao nói cho mày nghe hồi chiều á, tao đi qua nhà con Đẹp. Tao thấy nó phơi một đống cá sạc ở ngoài đường á. Nên tao mới xin nó một con. Là tại vì á, tao thấy hôm nay thằng Đậu nó buồn. Tí tao cũng buồn nữa. Tao tính xin một con về tao nướng cho hai cha con nó nhậu. Nhưng mà thôi tao suy nghĩ lại rồi. Tao sáng kiến ra. Tao mới làm cho một món lạ. Nên tao mới nấu súp đó mày. Thấy tao sáng kiến không? Dạ thưa bác con xin phép bác con về. Ôi tôi nói cậu nghe nè. Vậy ăn cái món lạ này con ăn không được thì thôi con ăn cơm với bác. Dạ cơm. Ở lại ăn cơm không dạ, với tao. Không ăn cơm mày. Dạ. Con đi vô bưng nồi cơm ra đi con. Ừ. Không ăn thôi chị. Bưng nồi cơm ra đi. Kệ nó. Ấy. Chết cha rồi tí ơi. Hả à, có chuyện nữa rồi. Vụ gì? Con quên nấu cơm rồi.
biệt phương trời, lòng sầu rây rứt thương nhớ khôn nguôi. Ngày xưa trong mái tranh nghèo, đồng trên rụng dưới chung lòng, sao bây giờ lẻ bóng ông cũng lo chứ. Nhưng mà con yên tâm đi, thằng Đậu nó khôn lắm, đừng có lo. Tía nghĩ nó cũng về giờ. Con muốn xin với tía một việc. Chuyện gì? Con muốn lên Sài Gòn con tìm Đậu. Không được. Cái gì chứ, cái này là tía không có đồng ý. Con khờ quá, con đi ra ngoài đường rồi, xa lạ rồi đường, không quen biết ai rồi. Thôi con có chuyện gì tía chết à. Tía yên tâm đi, ở nhà thì là con khờ khạo vậy, chứ mà ra đường con khôn lanh lắm á tía. Tía đừng có lo, tía cho con đi đi. Sao xa xôi. Con nhớ tía. Thôi được rồi, bây giờ con vô con ngủ đi ha. Rồi cái chừng nào mà 2 ngày nữa thôi, nếu 2 ngày nữa mà không có tin tức gì của thằng Đậu á, tía cho mày đi Sài Gòn. Con qua ôm tía ơi. Đừng ôm, đừng ôm. Cha chồng với con dâu người ta dị nghị. Vô ngủ đi con. Giỏi à, ngủ em. Trời đất ơi, đồ báo cô, đồ ăn hại, đồ cô hồn cắt đảng. Làm có nhiêu chuyện đây mà cũng không xong nữa. Trời đất ơi, nó khiến chết với tôi mà. Alo gì mày? Hả? Tao nói cho mày biết nghe. Mày thị thiền cho con vợ mày giật nợ tao phải không? Bà nội mày nè. Trời ơi, tao báo cho biết nghe, đừng coi thường tao nghe. Tao ăn tươi nuốt sống, tao không có chừa miếng xương nào đâu nghe mày. Má mày kêu ai? Ủa? Anh Tư. Dạ em xin lỗi anh Tư, em lộn số. Dạ em rầy mấy đứa nhỏ. Dạ ngon. Có, mới tin luôn à. Bữa nào anh Tư tới hen. Dạ rồi em tạ lỗi với anh Tư, em xin lỗi em lộn mà. Dạ tới nha anh Tư. Bà mẹ nó, sáng gặp cái giống gì đâu mà xui dữ vậy trời. Điện thoại cũng lộn số nữa. Còn cái thằng quỷ này nữa, kêu nó đi lấy tiền góp đó mà giờ phút này chưa thấy mặt mũi gì nó đâu hết trơn á. Năm rô à. Năm rô. Về chưa năm rô? Trời đất ơi, nó chết ở đâu rồi? Cái thứ gì đâu nuôi nó ăn cho uổng thay, cho mập thay, cho là đồ cái thứ năm rô. Sùm, người ta là người là làm ăn có quy tính. Kêu một tí thôi đó là có mặt rồi. Kêu cái gì mà giống như là mắt hồn bố vậy? Giờ sửa lưng tôi được chứ. Tao sai mày đi lấy tiền của tao giờ có chưa nữa đây? Có việc làm không xong nữa, chết mẹ cho rồi. Đưa tay ra. 100 200 Đưa đây ông nội, ông đếm cho tối sáng nè. Tổng cộng là 1 triệu. 1,5 triệu đúng không? 1,5 triệu. Mày làm gì mày nói chuyện tao, mày ngó ở đâu à? Hả? Sao không ngó ngay mặt tao? Giờ muốn ngó ngay mặt phải không? Trời đất quỷ thần ơi, mày làm gì vậy? Mặt mày sao hả? Sao gì? Tối ngày lo ba cái vụ tiền, không nhớ gì hết trơn à. Vụ gì? Hôm qua biểu con đi thâu. Đi góp. À. Rồi sao? Rồi thâu hỏng. Không đủ. À, bị má phan nguyên. Cái cây. À, rồi dính vô cái cộng gân ở đây nè, bây giờ nó dẹo vô luôn rồi, ăn ở. Thất đức quá à. Trời đất ơi, nó rủa tôi. Trời đất ơi nè, cho tiền nó ăn cho mập thay nè, đưa đóng tiền cho nó tập tạ nè, mà pha cái cây có chút xíu vậy à mà nó quẹo cổ.
mà cái nhỏ quá. Cái cây đó mà phan, con trâu nó còn chết, đừng nói chuyện con người ta. Thôi mày, không có lý sự mày. Nè tao nói mày biết, mày nói với con Thấm á, là nếu tháng sau mà nó góp, trời ơi, nó góp không đủ cho tao á, tao đào một cốt mã ông bà ông giải nó tao quăng xuống sông. Vô duyên. Trời nói ơi. Chuyện với con cái, đưa nguyên cái tấm thớt me vô mặt à. Trời không có lịch sự gì hết trơn. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này nè, mày khiến chết hả? Bữa nay mày ăn cái giống gì mày hổn vậy? Chứ tao nói chuyện, tao đối diện với mày một hồi vậy. Rồi cái, trời ơi, tao giật đi. Chẳng thà đuổi đi, làm như thích, đứng đây lắm. Trời ơi, thiệt tình, con làm gì ngồi đây? Gỡ bài cái quán có khách không má ơi? Khỏi gỡ con ơi, nhìn mặt tụi bay là ế sẵn rồi, khỏi cần gỡ. Má nói sao quá. Trời ơi. Dạ con lại hai má. Má làm ơn bỏ bài xuống đi sửa soạn giùm con đi, ngồi đó ngáp dài ngáp vắng trời ơi. Thôi nè, thôi con khỏi tô ha. Con để mặt y nguyên vậy đó, người ta còn nhìn tới. Mày tô vô giống như vách tường á, mày vẽ coi kìa. Hai cái chân mày như hai cọng chỉ vậy, không có con ma nào nó dòm tới mày đâu. Trời ơi, tôi mệt quá, ba nhắc ghế ngồi coi. Khoan. Trời ơi, chèm. Chèm. Trời ơi, chèm. Chèm ông nội mày, chèm nhẹp rồi đấy nè. Ờ. Thằng nào ăn để kìa nè. Hả? Thằng này. Trời ơi, chắc tôi giết tôi chết quá trời ơi, coi ăn uống nè. Mới ăn được có muối mà, nó bèo nhèo vậy là lấy gì mà ăn nữa. Trời ơi, có giống quỷ không trời ơi, cái nhà này cái gì đâu mà thiệt tình nha. Con ba này nữa, giờ này không chịu đi sửa sạn đi, ngồi nó vỗ móng tay. Trời ơi, khách khứa gì đâu mà sửa sạn má ơi. Mấy ngày nay lóc hết trơn, má không thấy sao? Tao đâu có đuôi đâu mà tao không thấy. Làm ăn buôn bán thì có khi vậy khi khác chứ con. Ủa rồi con Lily ra tao không thấy mặt mũi gì nó hết trơn trời ạ. Đang ở trong phòng á, đấm bóp massage cho giám đốc Tommy. Gì? Massage cho thằng Tommy? Trời ơi, má này kỳ quá hả? Người ta là giám đốc Tommy mà má cứ kêu Tommy hoài hả? Trời ơi, Tommy gì thằng quỷ đó mà Tommy. Nó đó hả? Là cái thằng ngu si, chân dính phèn mà lại làm tàn. Không có tiền thử coi, tao tống cổ ra đường như chơi đó con. Cho nó làm giám đốc nó quái cái giám tiền hai con mắt đó. Ăn nhậu tối ngày có giúp ích được gì cho tao? Sao hồi mới vô má xa chiều ca ngợi hết lời. Nào tuổi trẻ tài cao, nào làm ruộng mặt mày bánh bao. Mới dài 3 tháng mà má đã nặng lời mắng nhiếc. Không hiểu nổi là má nói thiệt hay là nói chơi. Má nói giỡn. Má mày mà nói chơi hả mày? Nó đâu phải là thằng giám đốc đầu tiên đâu con. Mà má cũng kỳ nữa. Mấy cái thằng kia trước vô hùng làm ăn với má đó, có nhiều vốn liếng đâu mà má cũng biểu con câu nó nữa. Trời đất ơi, tiền mà má không có bỏ rơi rớt bao giờ. Vậy chứ sao có nhiều thằng ngon hơn. Má không cho con vô đi mà má để cho con Lily nó vô. Nó có gì hơn con chứ. Trời, hoa hậu quán này mà không ngon. Đó, bởi vậy má nói vậy mà nó lên mặt là phải rồi. Con thấy là từ ngày nó cặp với cha sáng giờ nó chảnh dữ lắm. Mà chưa kể ha, là má đưa nó vô cái cha giám đốc này, nó tưởng nó sắp làm bà giám đốc cho nên nó nó sao mày? Tới rồi. Chờ mày kêu là người ta tới rồi ha. Ừ, tao chảnh vậy đó. Rồi mày làm gì tao? Con nói xấu á thì nói xấu trước mặt tao nè, đừng có nói sau lưng. Ừ, tao nói xấu mày đó, rồi mày làm gì tao? Ai mà không biết mày là con út móm ở Đồng Tháp, chân dính phèn, lên đây rồi được ánh sáng anh o bế, anh tuốt lại rồi mày đặt chảnh. Đỡ hơn mày, mày chỉ là một con nhỏ mài mặt dĩa hè bán chè mè phủ. Trời ơi, có đáng gì đâu, cá mè một lứa mà cũng bày đặt. Ê, cái con kia, mày có tin là tao tán vô mặt mày không? Quất nó. Ngốc tao nè, tán đi mày. Quất nó. Tao nói mày biết trước, mày tán tao một cái là tao tán mày 2 cái. Mày, tụi bay có tin là tao tán vô mặt 2 đứa bay không? Quất nó. Quất ông nội mày. Má xử sao coi cho đẹp đi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi ngồi sờ sờ một đống này nè mà nó tưởng tôi là cục đất hay gì á trời. Cục đất là đỡ đó.
chứ để người ta tưởng nó cục 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 bà nội mày. Trong quán có mấy đứa mà tối ngày chửi nhau như là chửi chó vậy đó. Đó, con thấy sáng giờ má nói cái câu này là hay nhất. Tại vì sao chỗ này. Chỗ này cảm ơn em. Chỗ này mình làm ăn kiếm từng đồng từng cắt. Người ta nhìn vô người ta thấy tự nhiên cái hai con chó con nó gây lộn nhau. Thì ở giữa tự nhiên có nguyên con chó mẹ ngồi đó. Chó mẹ bà nội mày. Chết chó mẹ. Con má ơi. Mày đi gian chỗ khác tao bẻ cái mặt mày quẹo ra sau lưng bây giờ à. Nghe không? Thằng quỷ. Không gì mà nó không quá trời quá đất vậy không biết nữa. Chị bạc con đi mày nữa. Đi vô trọng sợ soạn đi. Chút xíu nữa từ tới cái bệnh kìa. Ngồi đó mà cãi lộn. Anh Tư hả? Trời ơi thôi đi má ơi. Con nói với má nhiều lần lắm rồi, con không có tiếp cha đó đâu. Trời đất ơi, con người gì đâu mà nó xấu. Trời ơi, nó xấu còn hơn tôi. Xấu hơn tôi. Mà má cứ biểu con tiếp hoài hả? Trời ơi, được khách chọn là mai phước ông nội ông ngoại để lại rồi đó con. Nhìn kìa, nguyên một đám nó ế dài hồng đó ra. Ở đó bà đặt chơi đẹp chơi xấu. Tiền mày ham không? Ham sống ham. Ham mày vô. Nam. Xin lỗi. Nam. Gái kêu mình. Nam. Nhìn đâu ạ? Người ta tên gì? Trần Trọng Rô. Cái tên quá trời đẹp, kêu 5 năm không làm sao mà anh tới được. Muốn gì em phải kêu là Năm Rô. Anh sẵn sàng phục cờ vụ. Nhìn đâu ạ? Nói chuyện tôi nhìn đâu ạ? Muốn nhìn em chứ gì? Tôi vô trong lấy khăn cho tôi tắm. Khó ưa. Bởi vì quen gái chi thời bây giờ bực mình gì đâu. Trời ơi tự nhiên bị tán cái bây giờ nó hết vậy dẹo cổ luôn. Vô má. Bye bye kìa. Trời ơi, quán tôi toàn khùng điên ba trợn không mà không ế sao được trời. Còn mấy bà này nữa, ở đó gỡ bài hoài. Xong vô ăn cơm rồi sửa soạn tiếp khách. Cơm đầu ăn má. Gì? Cơm đầu ăn. Giờ này mà chưa có cơm hả? Đứa nào kêu con tao lụng lên đây tao biểu coi. Trời ơi, tao đang nấu với bếp mà làm gì kêu kéo dữ vậy trời. Gì bà chủ? Mày làm ăn sao mà giờ này mày không cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm? Trời ơi, ai nói bà? Tôi dọn cơm rồi mà tụi nó đi ngang nó dòm cái mâm cơm bỏ đi. Và đứa nào nói tao chưa cơm tao giả tét mẹ. Giờ đứa nào nói đi. Thôi mày đừng có lanh quá, chắc mày nấu ngon quá đi thành ra mà tụi nó mới chê nó ăn chứ gì. Trời ơi, con nó mà dở gì bà chủ. Nói thiệt á, nghe bà chủ đưa 100 ngàn đi chợ đúng 100 ngàn. 100 ngàn mà sao nó ăn hả, nó không chịu ăn. Trời đất ơi, nó thấy không nói vậy rồi nghĩ là tôi thêm tôi bớt. Tức mình dễ sợ nè, giấy tờ nè, đi mua nhiêu là ghi vô đây hết rồi đó. Trời, mày biết chữ hả? Đâu có biết, ghi mật mã thôi. Trời ơi. Ghi cái, mua cái gì là ghi vô đó mới hiểu. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì mà cái vuông vuông mà sớ lại gì đây? Cột thịt. Cái sớ thịt đó. 10 ngàn. Gạch ngang là sớ thịt đó hả? Trời ơi, còn cái gì mà tủa lên mà giống như kẽm ra gai vậy nè? Rau mà chưa lặt đó, nó tua tủa dữ lắm. Trời ơi, 30 ngàn. Trời, rau mà nó mua 30 ngàn, thịt nó mua có 10 ngàn bạc hả trời. Trời đất ơi, chỗ gì đây? Gì mà công vòng vậy nè, rồi có hai cái sợi rau. Trời ơi, sao tôi mệt bà chủ ghê vậy đó. Giờ mà không hiểu mà để tôi lại phải phiên dịch lại là sao. Con tép bà ơi, 10 ngàn tép. Nó công vòng có hai cái ria đó. Trời ơi, 10 ngàn tép. Ừ. 10 ngàn thịt, 30 ngàn rau là 50. Còn cái này gì? Cái này cái gì mà tròn tròn có cái núm chứ giữa là cái gì? Mày mua cái gì mà tới 50 ngàn? Cái gì? Ủa mình mua gì mà không nhớ trời. Trời ơi, bánh bao hả? Không có. Bánh bèo? Không phải. Hay mà bánh xèo có nhân? Không có. Ủa cái gì trời ơi, tức mình vậy quá. Cái gì mà tròn tròn có cái nhấm trứng giữa lại vậy? Ghi mà mình không nhớ trời. Cái gì? Trời ơi. Nhớ rồi. Vú dê. Trời ơi, nhờ vậy mới nhớ.
trời ơi. Ê, bà chủ ơi, bà chủ nói thèm vú dê mua cho bà chủ một nội, bà ăn không hết là 50 ngàn rồi. Đó, rồi 50 ngàn đó, bà nghĩ đi, một cái quán này biết bao nhiêu con người mà ăn có 50 ngàn tiền chợ. Thôi, được rồi, mua cho nhiều ăn cho giữ cố xác là tiền đâu mà chi. Thôi, vô trọng đi, dọn đứa nào ăn được ăn, nè. Gì nữa? Tao nó chưa nói hết câu, bỏ đi rồi. Gì? Bữa nay có ông Tư cũng lại đó. Ý, ông Tư ông khoái ăn bò nấu đậu lắm nghe, khách sộp của quán mình đó bà chủ. Ừ, nè. Làm ăn phải nhớ vậy đó con. Dạ. Làm bếp phải nhớ người khách nào ta thèm ăn cái gì để mua cho người ta. Dạ. Đi mua nấu đậu cho ta, bò nấu đậu. Trời ơi con mua bò số 1 nghe nấu đã cho ông ăn. Ai biểu mày? Trời đất ơi, ai biểu mày mua đồ bò số 1? Trời ơi, ổng là khách sộp mà. Đem tiền tới cho bà chủ thì phải cho ông.